Trong danh sách tuyển Việt Nam vừa được huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố, Trần Bảo Toàn, Hoàng Anh Gia Lai và Doãn Ngọc Tân, Thanh Hóa là hai gương mặt mới phanh lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Dù là tân binh nhưng cả hai đều được chiến lược gia người Hàn Quốc đặc biệt kỳ vọng. Trong bối cảnh hùng dũng xuống phong độ không có tên, Tuấn Anh chưa chắc lên tuyển, đây là cơ hội cho hai gương mặt mới của tuyển Việt Nam. Doãn Ngọc Tân sinh năm 1994, xuất thân từ lò đào tạo câu lạc bộ thể công Viettel, có 7 năm thi đấu cho Hải Phòng trước khi tới Thanh Hóa sau mùa giải 2020. Tại đội bóng xứ Thanh, Ngọc Tân khẳng định được vai trò rất quan trọng của mình, ghi dấu ấn trong hai chức vô địch cúp quốc gia và siêu cúp quốc gia. Ở mùa giải năm 2024-25, Ngọc Tân tiếp tục được giao trọng trách đeo băng đội trưởng, thi đấu trọn vẹn 90 phút ở 6/8 trận đấu và góp công lớn vào ngôi đầu bảng của Thanh Hóa. Trong sơ đồ của huấn luyện viên Popov, Doãn Ngọc Tân được ví là người không phổi, ở giữa sân, chơi cực bền bỉ và máu lửa. Việc anh lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Kim Sang-sik không phải là một bất ngờ. Trong khi đó, Bảo Toàn sinh năm 2000, trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Dấu mốc đáng nhớ đầu tiên trong sự nghiệp của Bảo Toàn là được đeo băng đội trưởng đội U19 Hoàng Anh Gia Lai năm 2017 tại giải giao hữu U19 quốc tế. Một năm sau đó, cầu thủ quê Quảng Ngãi được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn triệu tập lên U19 Việt Nam. Ở cấp độ U23, Bảo Toàn chính là cầu thủ đã ghi bàn quyết định giúp U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022. Mùa này, trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ 24 tuổi ra sân ở 6/8 trận, ghi một bàn thắng và có 4 đường kiến tạo thành bàn, trở thành một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất ở đội bóng phố núi. Với những gì đã thể hiện, cả Bảo Toàn và Ngọc Tân đều đang đứng trước cơ hội được thi đấu trong màu áo tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Dù vậy, với một tuyến giữa có nhiều tên tuổi, rõ ràng hai tân binh của tuyển Việt Nam phải thực sự nỗ lực trong giai đoạn tập trung sắp tới. Hai cầu thủ trẻ Trần Bảo Toàn, Hoàng Anh Gia Lai và Doãn Ngọc Tân, Thanh Hóa, lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Cả hai đều có thành tích nổi bật trong các giải đấu trong nước, đặc biệt là Doãn Ngọc Tân với vai trò đội trưởng của Thanh Hóa và Bảo Toàn với bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2022. Việc triệu tập này được xem là cơ hội cho hai cầu thủ trẻ, nhất là khi một số trụ cột như Hùng Dũng đang sa sút phong độ. Cả hai sẽ phải cạnh tranh khốc liệt để có suất đá chính tại AFF Cup sắp tới.